vừa tuyên bố không cho Z comeback, The Riot lại bóp quá tay. Giai đoạn cuối mùa 13, Z được coi là cái tên ít phổ biến và gần như biến mất hoàn toàn ở các giải đấu. Chia sẻ về tướng này, giám đốc thiết kế Riot August cho biết, Z yếu và đã bị chúng tôi cố ý làm cho yếu như vậy mãi mãi, bởi hắn là tướng gây khó chịu nhất game. Vì thông tin này vừa được August chia sẻ vào tháng 12, vậy nên nhiều fan cho rằng Z sẽ không được tăng sức mạnh, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng theo chỉnh sửa trong bản mới nhất 14.1B, chúa tể bóng tối đã nhận một đợt bóc quá tay từ công ty làm phim. Cụ thể, W giảm hồi chiêu về sau từ 20 đến 17 xuống 20 đến 16 giây. E sát thương cơ bản tăng về sau từ 65 đến 145 lên 65 đến 165. Chiêu cuối, tỷ lệ về AD tăng từ 65 lên 100%. Trong đó có thể coi hai kỹ năng W và E không được tăng quá nhiều. Nhưng với việc chiêu cuối tăng tới 35% tỷ lệ AD, Z có lẽ sẽ đủ sát thương để kết liễu bất cứ con mồi nào từ cấp 6. Không những thế, sang mùa mới, các sát thủ đang trở nên rất mạnh và phổ biến. Điều này khiến các vị trí như xạ thủ gặp không ít bất lợi trong cả giai đoạn đầu và cuối trận. Thế nên lần bóc quá tay này có lẽ sẽ biến Z thành một trong các tướng đứng đầu meta.